Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc bản cáo trạng và nêu tội danh của từng bị cáo. Sau khi được hỏi, toàn bộ các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng và tội danh. Ngoài ra, các bị cáo đều đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính để mong sự khoan hồng của pháp luật. Cũng tại phiên tòa, khi được hỏi về các công ty ma đã thành lập để mua bán hóa đơn, bị cáo Trương Xuân Đức cho biết chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên, còn những công ty khác sau này bị cáo không nhớ nổi tên. Bị cáo Trương Xuân Đức nói tại phiên tòa, tổng cộng có 26 công ty được thành lập nhưng bị cáo chỉ nhớ tên công ty cổ phần Khánh Dung tên các công ty còn lại không nhớ. Khi tòa hỏi về các hành vi buôn bán hóa đơn thu lợi bao nhiêu, bị cáo Đức trả lời không nhớ. Bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai. Khi bị bắt, bị cáo đã chủ động khắc phục 1,7 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể bao nhiêu thì Đức không nhớ về phần vợ Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy ăn năn. Điều khó hiểu khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở, bị cáo Ngọc Anh nói không thu giữ gì. Điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2007, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, trú phường Đàng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bị cáo Ngọc Anh là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, Vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã bốn lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca, tổng số 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội. Ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ, nhưng ông ca không trả lại tiền. Ông ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 4, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một nam sinh lớp 11 bị tài xế ô tô con đánh tới tấp vào người xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế ô tô có hành vi đánh nam sinh là TDT, sinh năm 1989, ngụ xã Thiệu Hợp, còn nam sinh bị đánh là MHA, 17 tuổi, ngụ xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cảnh một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường liên thôn khi đi đến khúc cua, tài xế bất ngờ đánh lái sang phải, không có tín hiệu xi si nhang. Cùng thời điểm này, có một thiếu niên đi xe máy tới nên xảy ra va quệt với ô tô, gây hư hỏng phần đầu. Ngay sau đó, tài xế ô tô mở cửa ra nói chuyện và có lời qua tiếng lại với người đi xe máy, rồi xông vào đấm đá vào người nam sinh. Đáng nói, trong đoạn clip nam sinh bị đánh, có một người đàn ông đứng chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ, không có động thái can ngăn hành vi của tài xế ô tô. Một lãnh đạo công an huyện Thiệu Hóa thông tin, ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã Thiệu Hợp vào cuộc xác minh làm rõ. Vụ việc trong thẩm quyền của công an xã, bước đầu phía công an đã xác định được những người có liên quan và mời lên làm việc. Trường hợp không đủ yếu tố để xử lý hình sự thì sẽ chuyển qua xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được Công an xã Thiệu Hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc Hà Nội kiểm tra xác minh thông tin thai nhi tử vong tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trong văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chiều ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế đề nghị đơn vị này kiểm tra xác minh ngay sự việc, báo cáo nhanh về Bộ trước 12 giờ ngày 11 tháng 4. Bộ cũng đề nghị bệnh viện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với trường hợp sản phụ có con tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cần thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng, gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ, văn bản Bộ nêu rõ. Bộ Y tế đề nghị bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, ngày 9 tháng 4, dư luận xôn xao trước thông tin một thai nhi tử vong tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, cơ sở 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội người nhà sản phụ phản ánh trong quá trình khám thai siêu âm bác sĩ phát hiện tình trạng dây rốn cuốn quanh cổ thai nhi sản phụ nước ối cạn cận ngày sinh gia đình lo lắng tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi đề nghị bệnh viện mổ lấy thai bệnh viện khẳng định không vấn đề gì có thể đẻ thường thế nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong sự việc đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và gây hoang mang dư luận còn phía Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc cho rằng những thông tin này chưa được kiểm chứng, chưa chính thức từ bệnh viện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định không có trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc như một số cơ quan báo chí đưa tin vào sáng ngày 9 tháng 4. Bệnh viện đang tiến hành xác minh thông tin và sẽ sớm đưa ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thông báo, Phòng giao dịch Bạch Mai chi nhánh Hai Bà Trưng Hà Nội, địa chỉ tầng 2, 3, nhà số 361 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng Hà Nội chấm dứt hoạt động kể từ ngày mùng 8 tháng 4. Trong tháng 3, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động đối với phòng giao dịch Điện Biên Phủ chi nhánh Tân Định, số 261 263, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành, trong đó đóng cửa 33 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 phòng giao dịch tại Hà Nội, 5 phòng giao dịch tại Đà Nẵng. Các địa phương khác là Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Gia Lai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang. Mỗi địa phương đóng một phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1 phần tư số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Đến nay, SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước. Ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Viettinbank, Agribank để tham gia quản trị, điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Sau khi dừng hoạt động đối với một loạt phòng giao dịch, SCB mới đây cũng đã thông báo thanh lý một loạt xe ô tô chuyên dụng chở tiền, đồng thời lựa chọn nhà thầu tháo rỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại SCB của một số nhà đầu tư lớn để sớm trình chính phủ theo phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định. Hiện có 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt gồm CB Bank, Ocean Bank, GP Bank, Đông Á Bank và SCB, trong đó SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10 năm 2022.